Tham thì nó có hai loại, một loại là time delay on, một loại là tham delay off. Ờ, chào các bạn nhé. le thời gian Đó là một trong những linh kiện mà uh, chúng ta cũng rất hay gặp trong công nghiệp, trong điều khiển tòa nhà và trong các hệ thống điều khiển khác, điều khiển máy thì nó hay gặp nhất là trong các cái mạch đổi nối sao tam giác để mà điều khiển các cái động cơ cỡ lớn lớn một chút từ 5,5 kW trở lên ấy thì thường người ta sẽ sử dụng cái mạch đổi nối sao tam giác và có sử dụng cái tham mơ và tham mơ thì nó có hai loại một loại là tham delay on một loại là tham delay off đó thì trên tay mình là con gọi là tham delay on đó, và bên này cũng thế Nhưng mà uh, Hai cái loại này Thì nhìn thì có vẻ là giống nhau nhưng mà Chúng ta phải hết sức chú ý khi mà sử dụng nó Thì nó không phải là cái chân cố định là chân 13 14 hay chân bao nhiêu các bạn nhé Mà các bạn phải nhìn ở trên các cái thân của nó như thế này Thì Để mà Chúng ta có được những cái Mà cách đấu nối À, cũng như là thiết kế vẽ các cái sơ đồ cho nó chuẩn thì đây là cái con mà chúng ta phải chú ý đó là cái suộc của nó này các bạn nhìn đấy, suộc của nó là 200 đến 240V AC đấy suộc thì chính là cái cuộn dây cuộn dây của rơ còn bên này thì nó là chân 13 14 các bạn nhé đấy chân này 27 nên là 13 14 chứ nó không phải là chân cố định nhưng mà các bạn phải xem ở trên sơ đồ này và cái suộc của con này nó chỉ có 24V DC đây Thì chúng ta chỉ cấp nguồn vào Có nghĩa là cái suộc này Là cái chúng ta cấp nguồn vào Là cấp vào cái chân 13 4 với cái điện áp là 24V DC Bên này là 200 Đến 240V AC Đấy thì cái rơ thời gian nó làm việc như thế nào Thì cái rơ thời gian này Nó làm việc khi mà các bạn cấp cho nó tức là cấp cho nó cái điện áp đủ vào hai cái chân suộc này là cái chân số 2 và chân số 7 này khi chúng ta cấp điện vào thì sau một khoảng thời gian là nó đếm ở trên này Đấy, thì như con này nó có khoảng thời gian là từ 0 đến 60 giây Đấy thì Cái điểm đặt của nó chính là cái vạch này thì chúng ta cần bao nhiêu giây chúng ta đặt bấy nhiêu bằng cách là xoay như thế này đó. Thì khi chúng ta cấp nguồn vào chân 2 và chân 7. Chân 2 chân 7. Thì nó bắt đầu đếm thời gian đặt ở trên này. Sau cái thời gian mà đặt ví dụ 10 giây. Nó sẽ chuyển cái chân 8 này là chân chung, nó sẽ chuyển cái chân số 5 sang chân số 6. Nghĩa là bình thường cái chân số 5 này nó đang là đóng thì nó giống như công tắc ở trạng thái bật. Và khi 10 giây sau thì nó sẽ chuyển sang chân số 6 này nghĩa là cái chân số 6 này nó sẽ là chân công tắc mà đang bật còn chân số 5 nó sẽ trở thành công tắc tắt đấy đại loại như thế thì đấy là các cái chân của ra thời gian thì như con này nó sẽ bỏ chân số 1 3 và 4 nhưng một số con khác thì cái tiếp điểm mà nó vẽ mà nó không có cái mũi tên này này tức là nó vẽ như cái tiếp điểm thường ấy thì đó có thể là nó tiếp điểm mà duy trì cho cái le có nghĩa là khi mà có điện thì nó tác động ngay và cái bên này thì nó sẽ có điện và tác động chậm theo thời gian đó thì đi với cả một con dơ le thời gian đó còn tham thì ấy. tham thì on hay tham Delay này nó đều có một cái chân đế như thế này cái chân đế này nó chính là để đấu dây vào đây và các cái chân ở đây nó tương ứng với các cái lỗ tròn này thì nó sẽ được cắm vào đây đấy và trên các con tham mơ thời gian chỉ một là với cái loại mà chân tròn như thế này thì nó sẽ có cái ngạnh đây nó sẽ có các cái ngạnh nhô lên để chúng ta cắm vào cái phần lõm ở bên cái chân này đấy cắm vào là như này Đấy. thế còn trên các cái chân mà nó có các cái uh, chân cắm như thế này, chân cắm vuông như thế này thì thường ấy thì nó sẽ bố trí cái khoảng cách giữa các cái chân này này nó không đều nhau có nghĩa là chân này nhỏ thì sử dụng là chân tiếp điểm, chân này lớn cái khoảng cách lớn thì nó dùng là một cái chân nguồn để ta không cắm nhầm được nếu cố tình cắm mà bẻ chân thì vẫn cắm được nhưng mà nó rất là khó khăn cho nên là người ta mới làm là cái chân nó độ thưa của cái chân này nó không đều nhau để các bạn không thể cầm nhầm được đó thì cái tham mơ nó hoạt động như thế này thì đầu tiên nhá đây mình sẽ đo đây, mình chuyển về đo thông này thì đây là chân số 8 nhá theo sơ đồ thì đây chân số 8 và đây chân số 5 này thì nó đang thông nhau nhá đó đây chân số 8 này và chân số 5 thông chân số 6 này chân số 6 thì đây thì chân số 6 này nhá nó không thông chân số 5 thông này 8 năm thông này bây là mình sẽ cắm điện nhá đó mình sẽ đo ở cái chân bên số không thông này nhá đây mình cắm điện này các bạn này đấy mình cắm điện đấy mình cắm điện này thì các bạn biết là sau khoảng thời gian 10 giây nó đếm này. Các bạn đếm Hơn 10 giây chốt 12 giây Đó Thì nó sẽ chuyển sang cái tiếp điểm bên kia Đấy Và bên này nó ngắt ra này Đó Thì Đấy là Cái dây thời gian Mà Tham delay on Thì nó sẽ Các bạn cứ nhớ là Sau khi có điện cấp vào cuộn dây của nó thì sau một khoảng thời gian đặt ở trên này nó sẽ chuyển trạng thái của tiếp điểm thường đóng thành thường mở và thường mở thành thường đóng Thế thì ứng dụng của các cái mạch của các cái tham mơ này thì nó hay dùng đó chính là hay dùng nhất thì mình thấy đó chính là cái sử dụng cho cái đổi nối sao tam giác và À, có thể nó sử dụng cho các cái bình gia nhiệt ví dụ như các cái bình gia nhiệt thì ngoài cái việc mà điều khiển bằng cái uh, cảm biến nhiệt độ đưa về thì nó có cái khống chế giữa các cái điện trở để tránh là đóng cùng một lúc nhiều cái cuộn điện trở lớn thì nó tạo ra cái khởi động không tốt thì nó sẽ sử dụng các cái tham mơ để nó tạo ra cái độ trễ là khi bạn đóng một cái cụm điện trở này thì sau một khoảng thời gian mà đặt ở trên này thì mới có thể đóng được cái con cụm điện trở khác đó thì nó sẽ tạo ra cái độ trễ như vậy tránh khởi động cùng lúc đây là các cái động cơ thì nó sẽ sử dụng là khi công tơ tôi chính nó đóng thì nó sẽ đóng cái con timer này và sau một khoảng thời gian nó sẽ chuyển từ cái con mà nối sao sang con nối tam giác để tạo ra cái mạch khởi động giảm cái dòng khởi động của cái động cơ lớn xuống để mà uh, tránh được cái dòng khởi động nên tạo áp lực lên cái hệ thống điện đấy là cơ bản về các cái timer cái time delay On và time delay off cơ bản về cái tính năng cũng như là cái tác dụng rồi là cái mà cách sử dụng của nó. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.